Hello mọi người. Hôm nay mình buồn quá. Ở trong nhà không biết làm gì hết. Và đi ra ngoài cái hồ ở gần nhà mình chơi cho nó thoải mái đầu óc. Nằm ở trong nhà thì chán. Đây là cái hồ rồi các bạn. Wow, có người đang đi ở ngoài kia kìa. Đó, có người đang đi bằng cái canoe ở ngoài kia kìa. Dưới này cũng có một cái nữa nè. Chắc xa quá không thấy rồi. Bữa nay trời mát lắm nha. Bữa nay gần 80 độ á, 76 độ bữa nay. Đi ra ngoài không mặc áo lạnh luôn. Có được một gia đình đang đứng ở đằng kia và có một gia đình nữa đang đứng đằng kia và một gia... nó tóm lại là có khoảng chừng một ba bốn gia đình gì đó thôi ngồi ở bãi biển đó. Thấy thảm thế, ai cũng trốn trong nhà hết, có vài người ra ngoài. Corona thì corona, sợ gì? Đi thì mình cứ đi. Đi chỗ nào mà vắng người thôi, đừng có đi chỗ nào nhiều người quá. Chỉ là trời ấm nè, mà không đi là uổng mà. Uổng phí một ngày. Mùa hè chỗ này cũng đông lắm nè. Bây giờ mình đang ở dưới biển xong rồi, coi nước xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ngắm cây, ngắm rừng. Giống Đà Lạt hả các bạn ha. Nhìn cây nè, mấy cây thông nè, giống như lẫn giống mở cây này chứ không phải cây thông nè. Không có một cái lá nữa, chuẩn bị mùa hè rồi, chuẩn bị mọc ra lá rồi. Có cái cây kia màu xanh xanh nè. Where is the walkway? Mùa hè mang đồ ăn đây nè. Mang đồ ăn ra, mang nước ra đây, ngồi ăn. Nấu luôn cũng được nữa. Mà mang cái lò đó mình nướng á. Mang ra đây vừa nướng vừa nấu luôn. Ngồi ăn tại chỗ, xuống tắm biển luôn, tắm hồ luôn. Mùa hè các bạn, mỗi mùa thứ bảy, chủ nhật á. Trời ơi, ra đây là đông lắm, dành chỗ không có ngồi, không có chỗ này mà ngồi luôn á. Mấy cái ghế này là người ta ngồi hết.
Ra đây làm sinh nhật lực luôn á các bạn. Ai mà có con mà có sinh nhật á ra đây. Bỏ mấy cái bàn ra đây, cái ghế ra đây nè. Còn mấy tấm bạc á, mấy tấm bạc ngồi cũng vậy. Ngồi xuống đánh bài, ăn, chơi banh này nọ. Hết ngày đi về. Lá nè. Ooh, I don't think that's the walkway. There's a fence. Rồi, đi chặn cái này rồi. You think we can walk through? Có người đạp cái rào luôn, đi qua luôn kìa. Ngầu chưa? Bây giờ mình đi qua luôn. Bây giờ không có đi chơi chỗ đông người được thì mình đi chỗ không có người. Chơi với cây thôi, giờ không chơi với người nữa, giờ chơi với cây thôi. Không biết đi đường nào ra luôn, cây quá trời cây. Wow. Rồi, ra được ở ngoài rồi. Wow, cây này bự nè, có cái có lá rồi nè, lá xanh rồi nè. Hồi nãy cái hướng bên kia kìa, quá trời người ngồi luôn, nhưng mà mình không có dám, mình không thích tới gần mấy chỗ đông người quá, mình qua cái khúc chỗ này nè thì không có người. Không có người nhiều. Like a cemetery, memorial. Đó, có hai người đi bộ.
Hello. How you doing? Good. How are you? Good. Con nước xanh lè này các bạn ơi. Wow, có mấy con rùa kìa. Ngoài kia có mấy con rùa kìa đây nè. Hình như ngoài kia có mấy con rùa. Mình không có quay được rồi. Xa quá. You can't zoom when your phone, when your camera is in it's busy, it's working. When it's on. Let me see. Oh, để qua đây coi thế coi mình có thể mình quay được mấy con rùa không. Nãy chỗ này mình thấy cái con ruồi nè, đâu ta? Con rùa chứ là phải con ruồi. Ui, nó nằm tuốt ở đằng kia rồi. Yeah, you can't go in there. Cỏ không mà vô không được. Đây có cái cầu mà nước nó đen thùi lùi vậy các bạn ơi. Nước là giống như cái mấy cái cây này nè, mấy cái cây này là cái loại cây gì đó tiếng Việt cũng không biết gọi là cái gì đó. À, nước nó ra là cái màu đen vậy nè. Ây da, không biết ở đằng trước này có con rùa ta. Mình cũng thích đi bắt rùa lắm. Bên kia kìa, hồi nãy thấy 5-6 con luôn. Mà có mấy cái cây đó cản hết rồi. Xuống không được. Người ta chạy đi bộ với chó. So far anyway. Cũng có được vài người đi bộ. Trong nhà riết ai cũng quải hết trên giờ con đi bộ. Đi ra ngoài cho nó có không khí ngoài nữa. Thoải mái đầu óc. Wow, hồi nãy mình tuốt ở bên kia kìa. Thì mình đi qua rồi tới đây rồi đó.
đường cũng có ít người đi nữa, ít xe. Cảnh thiên nhiên thật là hồn nhiên. Thì đó, thì ở nhà chán quá, mình không biết làm gì hết, cho nên là mình đi ra ngoài, đi dạo công viên, đi ngắm cảnh, coi nước, coi cây, coi những cái con gì mà nó nằm vòng vòng ở ngoài bờ biển á, mình coi rồi đi về cho đầu óc nó thoải mái. Thì đây, cảnh này là nó gần nhà mình đó các bạn, từ nhà mình chạy xuống đây khoảng chừng có 15-20 phút à. Ok, video cũng dài rồi, một ngày của mình là chỉ có bao nhiêu thôi đó các bạn, ăn rồi đi ra ngoài đây là chơi với lại nước với cây thôi, khỏi cần chơi với người. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video nha. Xin chào các bạn. Bye bye.